tổn thất nặng nề luôn. Đến bây giờ mình mới biết cái dòng kẹo 12 vị, 13 vị luôn mọi người. Thôi ở đây có bao nhiêu bạn mà đã từng ăn cái kẹo này rồi, có thể là cho mình 2 miếng nha. Chứ mình giống như kiểu người tối cổ vậy cả nhà. Bữa nọ thì đứa cháu nó cho mình 2 cái ăn kẹo, mình lúc đấy cũng không biết kẹo gì. Ăn vào nó cũng cảm nhận nó thanh thanh, nó ngon ngon, nó thơm thơm. Về sau là vợ bắt đầu về bảo chồng là mày nó cho được 2 cái kẹo này ăn mà cứ nhớ cứ cuốn rồi. Cứ bảo là mình tìm. Nhưng mà lúc đấy cũng chưa tưởng tượng được ra là cái dòng kẹo nào. Vì dòng kẹo nào nó cũng kiểu giống nhau mà. Ăn vào nó cũng chỉ vậy vậy thôi. Nhưng mà đến chính thức là hôm qua mới xem được hình ảnh có cái dòng kẹo này. Thế là sáng hôm nay bắt xe lên đến shop để mua luôn. Shop thì báo là cái dòng kẹo này là mít vị có 13 vị cơ, nhưng mình đếm ra có 12 vị thôi. Ăn thực sự cả nhà nó cuốn, nó cuốn thực sự luôn. Em ơi, ngồi tỉ tê chơi game mà ăn hết đâu đó cả chục cái nữa mọi người. Nó thanh thanh, nó mát mát hương bạc hà. Mà cái dòng này lại không đường nữa nha. Mà mình nghe nói là có cả dòng fake mềm, dòng real như nào mình không rõ nữa. Nhưng mà shop người ta có báo là cái dòng kẹo fake đấy, thì khi mình cắn vào ấy thì nó sẽ mềm hơn bình thường. Nhưng mà cái dòng kẹo này nhá, thì khi mình cắn vào ấy nó cứng, thì bắt buộc là phải ngậm nhá mọi người nhá. Thường thường mình ngậm kẹo đa số kiểu khi mà ngậm xong ấy nó sẽ bị rát ấy. Nhưng cái dòng kẹo này không nha, ngậm đến cả chục cái rồi nhưng mà có rát nhưng một xíu xíu nha mọi người, bình thường thôi. Eo ơi, cuốn thực sự luôn. Mình hiện tại là mới mua về, mới cảm nhận, đâm ra là chưa biết được là cái dòng này nó có những cái vấn đề tiêu cực gì hay không, nhưng mà thực sự cuốn nha.